Mac, hệ điều hành mình sử dụng đây là hệ điều hành 10.8. Và trong video đầu tiên này mình sẽ giới thiệu về cái giao diện chính của một máy tính Mac. Thì các bạn thấy này, khi chúng ta login vào một cái máy Mac, chúng ta thấy nó gồm 3 phần chính. Thứ nhất là cái màn hình cũng như những cái nội dung của nó, và thứ hai là cái dock, thứ ba là thanh menu. Mình sẽ đi từng cái một. Thứ nhất, các bạn thấy là cái màn hình của nó gồm, ở đây mình có để những cái thành phần của mình, những cái folder mình hay truy cập vào và những cái file thì mình hay làm việc nhanh, mình để ở đó. Còn ở dưới cái dock thì các bạn thấy những cái ứng dụng mà Apple đã lôi sẵn ra, hoặc chúng ta có thể lôi ra hoặc là bỏ đi những ứng dụng ở trên đây. Thì đầu tiên là cái Finder. Finder là giống như là cái Windows Explorer, nó giúp mình có thể truy cập vào tất cả các file ở trên máy tính Apple. Đó, đó là Finder. Và cái thứ hai là cái Launchpad. Cái Launchpad này tức là cái mà chúng ta có thể chọn tất cả những cái ứng dụng đã được cài vào máy, giống như là program file của chúng ta vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ thấy những icon của ứng dụng thôi. Và tiếp theo là cái App Store. App Store là cái chợ ứng dụng, là nơi mà chúng ta có thể tải và cài ứng dụng vào trên máy Mac. Thì App Store cùng với lại một cái cách cài đặt truyền thống là chúng ta cài đặt từ file, bây giờ các bạn có thể cài đặt từ App Store được. Rất là nhiều ứng dụng trên đây. Và kế bên App Store là Mail. Mình sẽ nói về Mail sau. Và đây là Safari. Safari là trình duyệt mặc định ở trên Mac, cài theo sẵn trong máy. Preview là chương trình để xem hình, xem file, nói chung tất cả các file khác nhau. Address Contact tức là cái phần danh bạ. Avatar là phần mềm xử lý ảnh của mình. Calendar. Rồi iTunes là phần mềm nghe nhạc. iPhoto là phần mềm quản lý và xử lý ảnh. System Preference là cái nơi mà trung tâm mà chúng ta có thể chỉnh sửa được thiết lập những cái máy tính của chúng ta, giống như Control Panel ở trên Windows. Audium là phần mềm chat. Downside là phần mềm mình hay sử dụng khác. Ba Keynote, Page với lại Number là phần mềm thuộc cái bộ Office. QuickTime Player là phần mềm chơi video. Ở bên ngoài cùng này thì chúng ta thấy là nó có cái document dạng này cũng như cái download đó. Thì các bạn download cái gì nữa sẽ vào đây. Từ đây chúng ta có thể truy cập vào nhanh những cái gì đó, hoặc là trong cái document của chúng ta có gì, chúng ta có thể bấm vào đây. Đó, đây là thùng rác. Đó là về phần dock. Còn về phần bên trên thanh menu thì các bạn thấy là bên tay phải ngoài cùng chúng ta thấy logo quả táo, và chúng ta bấm vào chúng ta sẽ thấy như một số thông tin về máy hay là truy cập vào một số thứ như là giống như là thanh star ở trên Windows vậy. Kế bên là những cái menu. Thì cái menu, phần menu này nó thay đổi tùy theo ứng dụng. Ví dụ như mình bấm vào phần QuickTime thì cái menu sẽ là menu của QuickTime. Mình bấm vào Mail thì cái menu sẽ là menu của Mail. Đó. Nhưng mình bấm vào Desktop hay mình ở trong cái Finder thì menu sẽ là menu của Finder. Đó, đại loại là nó sẽ thay đổi tùy theo ứng dụng chúng ta sử dụng. Còn ở bên tay phải này thì chúng ta có những cái thông báo khác nhau, như chúng ta có cái icon của Dropbox này, của Google Drive, của bộ gọi tiếng Việt, của iMessage, Time Machine, Bluetooth, Wi-Fi, loa, báo pin, bộ gõ, lịch, rồi tên. Và chúng ta có Spotlight. Spotlight là một cái công cụ rất là mạnh của hệ điều hành Mac, và nó giúp chúng ta có thể tìm kiếm nhanh bất cứ thứ gì. Và từ cái Spotlight là chúng ta có thể tìm cái gì đó, như mình gõ, nó sẽ lục tất cả trong máy, từ email cho đến bookmark cho đến lịch sử trình duyệt hay bất cứ cái gì chúng ta có thể tìm nhanh ở đây. Thì thường thường thì một trong những cách người ta mở ứng dụng ở trên Mac là tìm cái này. Ví dụ như mình có thể gõ vào cái number thì nó sẽ ra, và mình enter cái thì nó sẽ tự động mở cái ứng dụng number, thay vì là mình bằng cách truyền thống. Đó là Spotlight. Và ở trên Spotlight các bạn cũng có thể làm phép tính thay vì dùng cái máy tính. Ví dụ như mình có thể nhấn 45 nhân cho 2 thì nó ra kết quả luôn. Các bạn có thể làm tương tự như vậy. Dĩ nhiên trên Spotlight nó cũng có cái trình từ điển, các bạn có thể cài từ điển vào và nó sẽ định nghĩa luôn. Đây, mình sẽ bấm vào thử, nó sẽ mở từ điển ra. Thì cái từ điển này nó có bộ phần từ điển Anh Việt, Việt Anh,
từ từ điển của kinh tế phát triển. Đây, một cái khác, như là mình tìm tên một ai đó chẳng hạn, như là đây, các bạn thấy nó sẽ đây, để vào nó sẽ đó ra cái thông tin tên người đó, đại loại như vậy. Và ở trên cái hệ điều hành 10.8 thì nó có phần trung tâm notification ở đây, thì các bạn bấm vào nó sẽ gạt qua, thì từ đây chúng ta có thể xem những cái mail mới nhất, hoặc là chúng ta có thể tweet một cái thông tin gì đó, hoặc là post một cái một cái status lên Facebook, đại loại là như vậy, để mình nhấn post thôi. Thì đó là cái chung của cái hệ điều hành Mac, cái giao diện đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy. Cảm ơn các bạn.